Chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn đo đạc transistor. Như các bạn đã biết là transistor chúng ta có thể phân biệt bằng cách là theo quy ước là theo tên. Ví dụ SA, SB là transistor BNB, SCSD là transistor ngược NPN. Tuy nhiên một số cái hãng sản xuất như kiểu Liên Xô chẳng hạn thì người ta thể quy ước của MP41, MP42 vân vân, hoặc là mã của châu Âu là BC, ví dụ BC337, BC547. Rồi các transistor của Trung Quốc ký hiệu bằng S9012, S9013, S9014 hoặc là H8050, H8550. Thì bây giờ nhờ sự phát triển của Internet, chúng ta hoàn toàn có thể tra cứu được chân của nó, hay còn gọi là PINA, một cách rất là dễ dàng trên mạng. Tuy nhiên là hôm nay bài giảng hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thể đo được PINA, xác định được chân của transistor, hay mục đích là xác định được chân BCE trong trường hợp là chúng ta không biết một cái gì, chúng ta chỉ ở đồng hồ vạn năng mà thôi. Đây, các bạn hiểu transistor, hiểu nôm na nhé, nó như gồm hai diode này. Đây là với transistor NPN, đây gồm hai diode mắc này. Vậy khi mà chúng ta đo BE que đen ở thang R nhân 10 hoặc R nhân 1, đo BE, đo BC thì sẽ có một chiều lên kim và một chiều không lên. Đấy. Tức là chúng ta sẽ đo được hai điện trở xấp xỉ bằng nhau. Chúng ta xác định được cực B. Cái quan trọng là chúng ta xác định được cực C và cực E. Thì cái hình này với transistor ngược NPN thì dòng điện sẽ chạy từ C xuống E. Đấy. Vậy thì khi đó chúng ta sau khi mà xác định được cực B rồi, chúng ta đặt que đen vào trong hai cực còn lại, que đỏ vào cực còn lại, và chúng ta chạm tay giữa một trong hai cái que đen này, chạm vào cực B này. Đấy. Thì mục đích chạm vào cực B ở đây, chúng ta nối một cái điện trở, và đây sẽ chính là một cái mạch định thiên bằng dòng cố định này, thì lỗ dòng điện sẽ chạy từ C đến E và kim đồng hồ nó sẽ quay. Đấy, có nghĩa chúng ta kích cho transistor dẫn, thì tương tự với transistor PNP là transistor thuận thì dòng điện lại chạy ngược từ cực E xuống cực C, được chưa? Thì khi đó que đen thì chúng ta đặt vào hai chân còn lại, có thể là C hoặc E, và que đỏ chúng ta đặt vào chân còn lại, và chúng ta kích bằng việc nối que đỏ đó bằng cái tay này, ngón tay chúng ta chạm vào cực B. Nếu mà kim lên thì là cái đầu mà nối với que đen chính là cực E, còn que đỏ còn lại là cực C. Nói thì nó phức tạp vậy thôi, nhưng mà chốc chúng ta thực hành nó sẽ rất là dễ. Trên tay tôi là một transistor 8050. Đầu tiên tôi sẽ sử dụng thang R nhân 10 nhé. R nhân 10. Các bạn lấy chuẩn đồng hồ về không. Rồi. Đây, thì tôi đã đặt một que, đặt que đen vào giữa đây. Và tôi đo điện trở so với hai đặt, nó sẽ lên hai cái và giá trị bằng nhau. Các bạn nhìn thấy lên xấp xỉ số 5 không? Bên này vậy, số 5. À. Bên này xấp xỉ số 5 đây. À. Và chúng ta biết là chân giữa là cực B. À. Chân giữa là cực B vì nó nối với que đen và que đỏ. Và hai chân còn lại có hai điện trở bằng nhau. Vậy thì đây là transistor ngược NPN. Thế bây giờ còn hai chân còn lại, các bạn phải sử dụng thang R nhân 10K cho mình. Đó. Khi mà các bạn đo hai chân còn lại ở cái thang R nhân 10K này, đo thuận nghịch này, thì sẽ có một chiều không lên và một chiều lên này. Đấy. Thì các bạn phải đặt kim ở cái chiều mà không lên này này. Đấy chưa? Mới là chuẩn. Có nghĩa là transistor không được dẫn nhé. Bây giờ tôi sẽ chạm cực B là điểm giữa và que đen này. Các bạn nhìn này, kim lên không? Đấy. Đấy. Kim lên không?
Đấy nha. Tôi tách cái chân này ra đây, các bạn nhìn thấy không? Đấy, chân lên này. Lên kim và nhả ngón tay ra. Để lâu thì nó sẽ dẫn lâu rồi. Đây, điện trở càng giảm thì dòng càng mạnh. Và tôi đã biết được cực nối với que đen chính là cực C và cực còn lại là cực E. Thế tương tự, đây là một transistor, tôi lại cho về thang R nhân 10. Đây là một transistor H8550. Bây giờ tôi đặt que đỏ vào giữa, lên một điện trở. Tôi chưa vặn đồng hồ về không nhé, chúng tôi đo đây, tôi vặn về không thì nó sẽ lên xấp xỉ số 5 thôi. Thì tôi đặt que đỏ ở giữa này, các bạn thấy kim lên ở bên này, bên này còn lại tôi đặt vào que đỏ vào giữa và chân còn lại, thì các bạn thấy lên hai điện trở bằng nhau. Vậy tôi xác định ở giữa là cực B. Đó. Bây giờ chúng ta vặn thang nhân 10K. Này. Các bạn sẽ đo một chiều lên với không lên này. Đảo kim. Vậy thì chúng ta để đúng. Để đúng là chúng ta ở cái chiều mà nó không lên kim ấy, mới là đúng rồi. Đây. Bây giờ tôi chạm chân giữa là chân cực B với một trong hai chân còn lại này. Nó không lên này, nó lên ít này. Đây. Và tôi phải chạm tay thì nó lên nhiều. Chưa? Đấy. Vì transistor này là transistor PNP, cho nên mà sau khi mà chúng ta sẽ kích như vậy thì dòng điện chạy từ que đen xuống que đỏ này. Vậy thì giờ dòng này chính là cực E. Nha, que đen, que đỏ, thấy chưa? Dòng này chính là cực E sẽ nối với que đen, còn lại là cực C. Đó. Đấy là với đồng hồ kim. Và với đồng hồ số thì nó, những cái loại đồng hồ số mà có cái tính năng mà đo HFE thì chúng ta thể lợi dụng để đo. Đầu tiên chúng ta đo xác định nó là NPN hay là PNP. Chúng ta vặn thang đo diode nhé. Ở cái này nó sẽ ngược lại. Que đỏ sẽ nối với cực B trong trường hợp là transistor NPN. Còn ở đồng hồ kim thì nó lại là que đen đối với cực B. Đấy, cái đồng hồ số và đồng hồ kim khác nhau. Đây là con transistor 8050. Tôi đặt que đỏ vào giữa này. Đấy, tôi đặt que đỏ vào giữa này. Tôi đo được 0,7V này. Hai chân còn lại đều ra 0,7V. Vậy tôi biết là chân giữa này đối với que đỏ mà đo được hai điện trở bằng hai điện áp bằng 0,7V. Vậy thì nó là transistor NPN. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái thang đo HFE này để chúng ta xác định chân. Giờ tôi vặn thang HFE. Vì chúng ta biết được nó là transistor NPN, cho nên ở cái chỗ đồng hồ này, các bạn nhìn này, NPN, thì tôi sẽ cắm vào cực B là ở giữa, tôi sẽ cắm vào. Cắm vào thì sẽ nó sẽ lên một chiều là nhảy số nhỏ này. Và chúng ta đảo ngược lại này. Đảo ngược lại ăn transistor, vẫn giữ cực B nhé, đảo ngược lại đây. Thì nó sẽ lên khoảng độ một số giá trị khoảng độ 336, 340. Đấy. Vậy chúng ta xem trên cái nó in ở trên đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, nó in đây đây. Mình zoom lên cho các bạn xem này. Đấy. Xem rõ không nhỉ? Đấy. Trên đây nó in là B ở giữa này, C bên phải này và trái là E. Đúng như cái chúng ta đã đo bằng đồng hồ kim. Hôm nay mình dừng clip ở đây, thì hy vọng clip này bổ ích cho các bạn trong việc xác định được cực tính của transistor. Chúc các bạn thành công.